Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 6 tháng 7 mình có một cái video là hướng dẫn các bạn nhận 10 triệu token quay nè. Thì hiện tại bạn nào đã có tham gia giải này chatbot trên con bot Telegram thì các bạn vào link vào claim các bạn. Thì để claim được thì các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn mở cái địa chỉ với PC scan của nó ra nha các bạn. Sau đó các bạn lướt xuống nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một con chắc nha các bạn. Mình làm chậm chậm cho các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào một Brave nè. Brave nè. Rồi sau đó các bạn connect với web 3 của nó các bạn. Rồi các bạn chọn vào connect wallet nè. Mình làm chậm chậm cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn lướt xuống nha các bạn. Rồi các bạn chọn connect nè. Thì nó hiện ra cái địa chỉ với MetaMask wallet của tất cả các bạn kết nối với của mình trước kia các bạn đã cái báo trên này drop các bạn. Rồi bạn bấm vào kết nối nè. Rồi các bạn trở về nè các bạn. Các bạn bấm vào lưu và rời đi nè. Rồi các bạn trở về con web này. Ok. Thì nó đã hiện cái địa chỉ với các bạn đã connect nè các bạn. Ở chỗ này là rồi, tiếp tục các bạn lướt xuống nè. Các bạn chọn số cái dòng số 2 nè, có chữ claim nè. Rồi các bạn bấm vào một quay nha các bạn. Rồi các bạn kết nối với địa chỉ với chocolate của tất cả các bạn nữa nè. Rồi các bạn bấm vào, các bạn sẽ tốn phí ra, phí mạng là 0.00045 BDB, khoảng 1.33 đô. Vì giá BNB nó đã tăng các bạn, mình trước hôm mình đã claim là có giá là 0.3 USDT các bạn. Nên hiện tại giá ga lên cao, mình khuyên các bạn có nên claim hay là không, quyền của tất cả các bạn nha bạn. Chứ hiện tại claim như thế này thì mình lỗ rồi. Rồi các bạn bấm chấp thuận nha bạn. Sau khi các bạn bấm chấp thuận xong thì các bạn chờ khoảng 1-2 phút nha bạn. Rồi các bạn copy con chắc với phần link mô tả với video của mình, các bạn dán vào cái trình duyệt với chocolate của tất cả các bạn nè. Rồi sau đó các bạn copy con chắc với phần link mô tả với video của mình nha bạn. Các bạn dán vào một tìm kiếm trên địa chỉ với BNB Smart Chain các bạn nè. Bạn mở ra nè. Thì mình đã claim được 12 triệu token các bạn. Mình qua sàn Bankeswap mình xả luôn các bạn. Như đó với các bạn thì các bạn claim được khoảng 10.000 à. Rồi các bạn nhấp vào đây nè. Rồi bạn cho mắt 0.03 BNB qua UDT cái. Chỉ được 1 đô. Rồi, các bạn bấm vào approve các bạn, rồi bấm swap. Các bạn nhớ chỉnh phí trượt lên từ 12 đến 15 nha các bạn. Rồi, các bạn cứ giữ đó đi các bạn. Con này sau này nó tiềm năng đó các bạn. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim 10 triệu token quay đến đây cũng kết thúc các bạn. Thì các bạn chờ cho giá ga nó hạ xuống thì các bạn claim các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.